Suốt cả ngày hôm qua, tại trung tâm Tokyo, tuyết rơi dày đặc, bao phủ một diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ các tuyến đường bộ bị đóng băng và giao thông hỗn loạn. Thời tiết lạnh khắc nghiệt cùng với gió mạnh đã khiến gần 10.000 hộ gia đình tại các thành phố và thị trấn của Oita ở đảo Kyushu mất điện. Đây là trận tuyết rơi thứ ba kể từ đầu năm đến nay và là trận mưa tuyết lớn chưa từng thấy ở Tokyo trong nhiều năm qua. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, đới không khí lạnh ở rìa phía nam Nhật Bản di chuyển theo hướng đông đông bắc khiến nhiệt độ không khí giảm đột ngột, làm phát sinh mưa tuyết trên diện rộng. Dự báo, tuyết sẽ tiếp tục rơi trong 2 ngày, hôm nay 15 và 16 tháng 2. Từ trung tâm là vùng núi ven Thái Bình Dương, cơ quan chức năng dự báo mưa tuyết lớn có thể bao phủ cả vùng đồng bằng ven biển.